Tiểu sử Jean Marcel, một nhạc sĩ đa tài và là phù thủy âm thanh, nức tiếng một thời, và những kỷ niệm với Trường Kỳ. Đối với những người sinh hoạt ở Sài Gòn trước năm 1975 và yêu âm nhạc, chắc có lẽ không còn xa lạ gì với tên Jean Marcel. Ông là một trong những nam ca sĩ tên tuổi của làng tân nhạc Việt Nam vào thập niên 60-70 của miền Nam. Ngoài được biết đến với tư cách là một ca sĩ, thì ông còn được biết đến với vai trò là nhạc sĩ với sáng tác nổi tiếng. Ngày đó, ngoài ra, Jean Marcel còn là một gương mặt sáng chói trong vấn đề khai thác phong trào và vũ trường ở Sài Gòn trong suốt một thời gian dài. Hơn thế nữa, Jean Marcel còn được mệnh danh là một tay phù thủy âm thanh trong việc sáng tạo ra một hệ thống âm thanh đặc biệt vào thời bấy giờ, được áp dụng trong các vũ trường cũng như những băng nhạc mang tên Jean Marcel, một nhãn hiệu tạo được uy tín rất lớn trong thị trường sản xuất băng nhạc tại Việt Nam, được đóng đô ở Lào Ba của thương xã Tam Đa. Cộng với một đầu óc sáng tạo phong phú, ông cũng đã từng thực hiện vài cuốn phim dài về ca nhạc, từng khiến giới trẻ Sài Gòn say mê không ít. Jean Marcel, tên thật là Vũ Ngọc Tòng, ông sinh năm 1938 tại Hà Nội và là con trai trưởng của kỹ sư Vũ Ngọc Thuyến, cũng là một nhạc sĩ và ca sĩ có tài. Từ nhỏ, ông theo học trường École Fusigny. Đến năm 1954 thì theo gia đình di cư vào Nam và tiếp tục học trường Tarbes. Khoảng năm 1958, Jean Marcel bắt đầu đi hát lần đầu tại vũ trường Đài Nam dưới nghệ danh Ngọc Minh. Sang năm 1960, ông đi hát với một ban nhạc do một người Pháp làm nhạc trưởng tại nhà hàng Lagelle trong khách sạn Caravelle. Trong thời gian hát tại đây, ông có dịp học hỏi thêm rất nhiều vì được hát chung với nhiều ca sĩ nước ngoài khác. Jean Marcel có giọng ca trầm ấm và đầy truyền cảm rất được khán thính giả yêu thích, và những nhạc phẩm nổi tiếng như Mộng Dưới Hoa, Ai Về Sông Tư, Xin Mặt Trời Ngủ Yên, và đặc biệt với những nhạc phẩm nổi tiếng, tiếng hát của ông đã không ít lần khiến cho bao tâm hồn yêu nhạc rung động. Năm 1963, ông ký hợp đồng ca hát với nhà hàng Bacara. Tuy là một ca sĩ nhưng Jean Marcel lại có nhiều hiểu biết về kỹ thuật âm thanh, nên mỗi khi hát ở một nhà hàng mới, ông được đặc quyền thay đổi hệ thống âm thanh sao cho phù hợp với giọng ca của mình. Năm 1967, ông hùn vốn với người khác lập ra vũ trường Jean Marcel và đổi từ nghệ danh Ngọc Minh thành Jean Marcel. Năm 1969, Jean Marcel bán hết cổ phần của Chess Jean Marcel cho nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Sau đó, nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã đổi tên cho vũ trường thành Đêm Màu Hồng. Tiếp theo, Jean Marcel chuyển sang đầu tư ở hai vũ trường lớn là Ritz và Van Bi. Riêng tại Van Bi, ông đã góp phần thực hiện nên những đêm nhạc Jean Marcel rất ăn khách và được báo giới chú ý. Khi hết hợp đồng thuê Van Bi, Jean Marcel thuê lại phòng trà Ritz của ông Nguyễn Văn Sứ, chủ rạp Hưng Đạo. Tại đây, bên cạnh thành phần ca sĩ ăn khách, Ritz còn nổi bật lên bởi cách xử lý âm thanh và màu sắc mà Jean Marcel đã bỏ rất nhiều công sức để sưu tầm, mang lại cho phòng trà của mình một sắc thái riêng biệt, khác lạ so với những phòng trà khác. Jean Marcel còn sử dụng cả kỹ thuật điện ảnh để tăng thêm phần hấp dẫn, và có lẽ là mới lạ nhất lúc ấy, trên sân khấu là một màn ảnh của rạp cine nhỏ, bao gồm các hoạt cảnh như phi thuyền Apollo với người phi công là ca sĩ Sĩ Phú đã du học tận Mỹ xa xôi, những danh lam thắng cảnh của Nam Châu, của đại dương, của núi, của suối, hoa lá, chim chóc, với diễn viên chính là các ca sĩ của ban nhạc Ba Con Mèo cho phần trình diễn của ban tâm ca này, ban hợp ca Bốn Phương cho phần trình diễn của những đứa con Dương Thiệu Tước, Minh Trang. Tất cả những cảnh này là do Jean Marcel vừa vay phim vừa đạo diễn. Có thể nói là Jean Marcel có giọng hát khá hay và cũng biểu diễn nhiều trên sân khấu, nhưng so với các ca sĩ cùng thời thì ông không được sự có tầm ảnh hưởng lớn. Thế nhưng ông lại cực kỳ nổi tiếng khi thành công tổ chức các đại nhạc hội tại hàng loạt phòng trà, vũ trường lớn như Van Bi, Ritz, Macapen, Khai Hô. Đồng thời, Jean Marcel cũng tạo được tiếng vang lớn trong vai trò bầu diễn nhà sản xuất họ âm phối khí một loạt ban nhạc nổi tiếng của các giọng ca Lệ Thu, Anh Khoa, Khánh Ly, Điều Hợp Nhạc, Jean Marcel, Nơi Bì Băng. Tập niên 1970, khi phong trào nhạc trẻ diễn ra một cách sôi động nhất, thì Jean Marcel là một trong năm người Trường Kỳ, Nam Lộc, Tùng Giang, Kỳ Phát có nhiều đóng góp nhất trong sự phát triển và phổ biến dập nhạc mới này đến với công chúng. Ngoài ra, Jean Marcel còn tự nghiên cứu và đứng ra thực hiện hai cuốn phim ca nhạc là Thế Giới Nhạc Trẻ và Vết Chân Hoang, vừa có tính giải trí vừa có tính chất tư liệu, mang lại sự thành công đáng kể. Cuốn đầu tiên là Thế Giới Nhạc Trẻ
có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng Minh Lý, Đan Thành, xen lẫn với những màn trình diễn của các ban nhạc trẻ được biết đến từ bây giờ như The Hammers, The Phoenix Company, Phượng Hoàng, Dream to Drive. Cuốn thứ hai là Vết Chân Hoang, được phỏng theo truyện dài của Trường Kỳ, mang tên Tuổi Cho Choi, Hai Tuổi Lang Thang. Hai cuốn này đã được trình chiếu trên đài truyền hình Việt Nam và rất được công chúng yêu thích. Năm 1975, Joe Mansell rời Việt Nam sang Mỹ định cư. Sau khi sang hải ngoại, ông làm việc cho cơ quan USCC tại Los Angeles và thỉnh thoảng vẫn lên các sân khấu đại nhạc hội quay video. Năm 1995, Joe Mansell tuyên bố giải nghệ, chỉ đôi lúc xuất hiện tại các đêm hội nhạc trẻ hoặc đi hát để gây quỹ từ thiện. Những năm tháng kỷ niệm giữa nhạc sĩ Trường Kỳ và nhạc sĩ Joe Mansell tràn Mario trong tác phẩm của Marcel Pano, Nuôi Mộng Hải Hồ. Khói trời cao biển rộng thế nào thì tôi khoái sự tưng bừng và rộn rã của ca nhạc như vậy. Và tôi cũng vít lên khi biết được ông cháu đích tôn quyết định bỏ nhà đi mần ăn, trong khi được cưng như cưng trứng, chưa từng bị bác bỏ một yêu sách nào, dù là đôi khi quá đáng. Ngay buổi chiều nghe cái tin sét đánh ấy, bà tôi đã lù cụ ra ngay nhà thờ Bắc Hà để đi chầu, không gì ngoài mục đích cầu nguyện triệt để Chúa giữ chân tôi lại. Tuổi này học hành đã chiều theo ý tôi để cho đi giang hồ. Tôi dĩ nhiên là đã hứa lấy hứa để cho ông yên lòng, lại còn đưa ra một yếu tố rất có lý là ở nhà nóng quá học không vô, ở hotel máy lạnh mát rượi nên tinh thần sẽ được sảng khoái, do đó nền học vấn sẽ được thăng tiến như điên. Một điểm khiến cho bố tôi yên chí hơn là ông biết được gia thế thuộc hàng danh giá của Joe Mansell một cách rõ ràng với những nhân vật có uy tín, và nhất là mang cùng họ phụ như gia đình tôi, như cụ Thượng Ánh, tướng phủ Ngọc Hoàng, cùng nhiều nhân vật vai to vẻ lớn khác, nên đã không tỏ ra có một sự phản đối nào. Hơn nữa, có lẽ ông đã tin tưởng ở lời dài lá số tử vi của tôi do chính tay ông đi lấy, với những lời phê là số tôi trọn tuổi hoa niên, ngày tháng trong chơi thanh nhàn, suốt đời trà đình tửu quán, nên ông không muốn tôi cải số chăng, để đành chấp nhận sự định mệnh đã an bài. Tôi như mở cờ trong bụng khi thông báo cho Joe biết đã được gia đình chấp thuận để tôi có thể cộng tác với anh, và Joe cũng đã tỏ ra rất vui khi được tôi thông báo như vậy. Joe đồng ý để tôi tổ chức thêm một vài chương trình Teen Agogo khác ở Fatoussi Lut trước khi chính thức về hợp tác với anh ở Joe Mansell vào đầu năm 68. Những chương trình Teen Agogo kế tiếp cũng rất thành công, trong khi các khán giả trẻ tham dự được trĩ tai cho biết là chương trình sẽ được dời về vũ trường của Joe Mansell, để ai ai cũng mong cho mau đến ngày khai trương ở địa điểm mới. Vào một buổi tối gần cuối năm 67, Joe xách chiếc xe Citroen DS19 đến đón tôi tại nhà, trong khi tôi đã sửa soạn hành trang lên đường. Với một chiếc vali và một túi xách nhỏ, tôi đã theo Joe bước lên xe trước ánh mắt rưng rưng của bà nội tôi và những cái vẫy tay của các cô chú và các nhỏ em bà con trong nhà. Tôi cũng thấy trong lòng nao nao trước cảnh biệt ly sao mà buồn vậy này, nhưng chợt nghĩ lại thấy vô duyên hết sức, vì đâu có phải rời đến một nơi xa xôi, hẻo lánh nào đâu, mà ngay ở dưới phố, rảnh trang phóng xe về thăm nhà mấy hồi. Tự nhủ như vậy và không thấy lương tâm nó cắn rứt gì hết trơn, nên tôi phong phong bước lên chiếc xe màu đen bóng loáng của Joe để tạm biệt căn nhà trên con đường Gia Bà Bầu quen thuộc, xa căn nhà của cô bé Phước Vân ngày nào mà từ lâu cô đã dọn đi một nơi khác. Joe Mansell dọn về căn phòng rộng lớn ở Hotel Catinat này trước khi tôi lên ở cùng anh và người em là Vũ Ngọc Hướng không lâu. Trước đó, Joe cư ngụ tại căn nhà ở trong một ngõ hẻm trên đường Trương Minh Giảng với người vợ có tên Kelsey Yun, tổng cộng có với anh 6 người con. Phòng được ngăn làm hai, phía trong là giường ngủ và bàn làm việc của Joe. Phía ngoài kế hai chiếc giường dành cho tôi và Hướng, cùng với một kệ giày chất đầy máy móc như Amly, cassette, vân vân. Joe là một người rất thích mày mò và tay máy với những thứ này. Khi rảnh rang là anh tạm mẫn tháo gỡ ra xem xét và nghiên cứu một cách rất say sưa, nhiều lúc quên cả ăn uống, cho đến khi nào đói tóe mồ hôi hột thì lúc đó mới lục tủ lạnh ăn qua loa, để rồi lại mê man với máy móc. Cũng do tính đam mê về âm thanh như vậy nên Joe đã được coi là người chế tạo ra hệ thống Echo đầu tiên ở Việt Nam và được mệnh danh là tay phù thủy về âm thanh. Một khách sạn băng hiệu Sony cũ rích được Joe biên chế để trở thành một cái máy phát ra tiếng vang sử dụng cho những ca sĩ, do đó đã làm nổi bật nhiều tiếng hát cộng tác với những chương trình ca nhạc của anh. Sau đó mỗi ca sĩ khi trình bày điều chỉnh một cách riêng thì theo giọng hát và âm vực của mình, anh đã chỉ dẫn cho người em trai là Hướng phụ trách phần kỹ thuật âm thanh cho cả hai chương trình ca nhạc vào mỗi buổi tối ở Joe Mansell và những chương trình Hespia Google
hàng tuần do tôi phụ trách sau đó. Tôi và Hướng do sự gần gũi đó đã trở nên thân thiết và coi nhau như anh em. Dần dần tôi đã gặp gỡ tất cả những người trong gia đình Joe và được coi như người trong nhà. Em gái của Joe là Hồng Loan, ca sĩ của ban nhạc The Lost Star. Một thời gian đã là một người bạn gái thân của tôi, trong khi đó chị cả của anh tên Tuyết, thường được anh gọi là chị hai, và chồng là anh Hoàng Cao Đàm, một sĩ quan cấp tá vào thời đó, có thể coi là người tôi gần gũi hơn cả. Cho đến bây giờ, mỗi lần có dịp sang San Jose, tôi đều đến cư ngụ ở ngôi nhà trên đường Emerald Hill với gia đình chị cùng thân mẫu của Joe và các cháu. Kỷ niệm khác của nhạc sĩ Trường Kỳ và Joe Mansell. Sau khi đóng cửa vũ trường Reed, Joe Mansell bàn với chúng tôi tiếp tục xoay qua làm phim. Nhận thấy đề tài về giới trẻ đang là một đề tài ăn khách, Joe đã đề nghị lấy phóng sự tiểu thuyết Tuổi Cho Choi của tôi để dựng thành phim. Tuổi Cho Choi được đăng tải hàng tuần trên tuần báo Kịch Ánh và sau đó được nhà xuất bản Hiện Đại của Anh Thành đứng ra thực hiện và phát hành vào khoảng giữa năm 72. Tuy nhiên khi in thành sách, anh đề nghị đổi tựa thành Tuổi Lang Thang. Anh Thành cho rằng với cái tựa mới, có vẻ bụi đời này chắc chắn sẽ cắn, và Thành đã cắn được đúng như tài tiên đoán như thần của anh. Chính vì sự ăn khách của Tuổi Lang Thang, Joe Mansell đã có ý dựng thành phim. Dĩ nhiên là phim màu đã vĩ tiến đàng hoàng. Một lần nữa, phóng sự tiểu thuyết của tôi lại được Joe Mansell đề nghị đổi thành Vết Chân Hoang, và cái tên như vậy có vẻ hấp dẫn hơn. Nhân vật chính trong phóng sự tiểu thuyết Vết Chân Hoang là một nhân vật nữ tên Lisa Uyên, cho nên việc tìm kiếm không phải đặt ra vì đã có tài tử nhà Minh Lý đảm nhiệm. Vai nam không được đặt nặng nên nhờ mấy anh em thân hữu, trong số có Tùng Giang, để mặn tuồng cũng không mấy gì khó khăn. Chỉ có vấn đề tìm kiếm thêm một số vai nữ, một cô em gái và ba cô bạn của Lisa Uyên trong truyện là hơi nhiêu khê và mất thì giờ, vì tổng cộng đến 4 cô. Thế là anh em ta trầm rộ đổ xô đi tìm những khuôn mặt mới cho Vết Chân Hoang, với kết quả đã mời được 4 cô nhận lời đóng phim. Đầu tiên là Khánh Hảo, con gái nghệ sĩ Mỹ Tính, kim chủ nhân tiệm bán đàn cùng tên, nổi tiếng ở Sài Gòn. Nhân tiện được ông Mỹ Tính cho phép con gái đóng phim, chúng tôi đã mời luôn ông đóng vai bố của Lisa Uyên do Minh Lý đóng và đã được ông vui vẻ nhận lời. Ngoài ra còn mời được nữ kịch sĩ nổi danh Bạch Tường đóng vai bà cô đanh đá, khó tính khó nết của Lisa Uyên. Trước sự nhận lời của hai khuôn mặt lớn, nhóm Joe Mansell lên hẳn tinh thần để dồn nỗ lực vào việc thực hiện. Về vai của ba cô bạn gái Lisa Uyên, sau khoảng 2 tuần lễ, chúng tôi đã mời được Bích Huệ và một cô gái Việt Lai Đức tên Michelle Carlos. Người sau này cũng được mời tên Thái Lê Uyên. Tôi đã để ý đến khuôn mặt thật xinh với đứt da trắng trẻ của cô bé này trong những lần gặp cô tại các chương trình History of Google, để sau đó rất có cảm tình với cô bé 17-18 tuổi này. Tôi ngỏ lời mời Thái Lê Uyên đóng phim. Yên nhận, nhưng chỉ ngại không được bố mẹ ân thuận. Khi được tôi giới thiệu với cô, Joe Mansell bằng lòng ngay và rủ tôi đi đến nhà cô ở một villa lớn vùng Tân Định để xin phép bố mẹ cô. Trong bụng tôi không có hy vọng lắm được bố mẹ cô ân thuận khi ông bà được biết đây là một cuốn phim phóng sự về giới trẻ và nếp sống của Happy và những người thực hiện là một ca sĩ nổi danh và là một người được gọi là Full Happy. Nhưng Joe Mansell và tôi không ngờ được ông bà Trung Tá Ngọc tiếp đón rất ân cần và niềm nở để vui vẻ cho phép Yên được đóng phim cùng với cô em gái của cô trong một vai phụ. Ông bà cho biết rất thông cảm và thiện chí của em chúng tôi trong những sinh hoạt nghệ thuật, hơn nữa còn tỏ ra tin tưởng chúng tôi vì chưa hề bị mang tai mang tiếng gì, mặc dù hoạt động trong lĩnh vực mà dưới mắt một số người có vẻ hoang đàng và bê bối. Tài tử đã xong xuôi, đến lượt phân công cho việc thực hiện. Joe Mansell dĩ nhiên giữ vai đạo diễn, ngoài ra còn kiêm luôn phần âm thanh và hình ảnh. Riêng phần hình ảnh còn được tăng cường thêm cameraman nhà nghề Hoàng Dũng của Trung tâm Điện ảnh Việt Nam. Phần tôi lo viết truyện phim, đối thoại và phân cảnh là những công việc rất thích thú, mặc dù chẳng học qua một trường lớp nào. Ngoài việc tôi lượm được một cách qua loa rơ măng từ báo chí và sách vở về điện ảnh, còn năm nào không ai qua mặt ông ấy nổi trong vai trò quản lý phim trường, đốc thúc anh em, trong khi Như An đã trở nên quen thuộc với công việc của một risker với cuốn phim Thế Giới Nhạc Trẻ trước đó. Dĩ nhiên một phim về giới trẻ không thể thiếu được những màn trình diễn nhạc trẻ cho hợp tình hợp cảnh để dễ bề câu khách. Do đó những màn trình diễn của hai ban nhạc trẻ nổi tiếng The Dreamers, The Entourage đã được lồng vào những cảnh đi bùng, đi ba, hát hò vui vẻ. Về nhạc phẩm chính của cuốn phim, thật tiên Joe Mansell đã nhờ Lê Hữu Hà đảm trách, nhưng sau vì sự thỏa thuận không thành nên Joe Mansell đã tự soạn lấy nhạc và phần viết lời cho nhạc phẩm Vết Chân Hoang được An Như thực hiện.